thôi nha. Cho vô 4 cái gạch. Ủa, rồi. Ờ, đi ngang qua, ừ. Cầu giao đằng sau này. Không, bên hồ ngoài tiền đấy. À. Lúc đấy nó chở rồi. Đâu ăn cơm đây cho thoáng được cho tiện. Cái thớt dưới cùng mới là căng nhất. Không đủ mà thoải mái mà. Đây là 2, 4, 6, 10 người, 11 người rồi mà. 11 người mà thoải mái rồi chứ. Cậu mà nên chuyển nhiều. Cậu nó chăm hết. Nhà máy khất điện ồn, có điện này thì cứ ấy làm. Ồn nào nhức đầu lắm. Cứ cho xuống hết nó nằm bên đã, đúng rồi. Cần cứ cẩn thận nhé, cẩn thận từ từ làm, không có gì phải không hổ nó không được. Kê xuống cái miếng gỗ đã, đúng rồi. Đó mình mới xuống đất. Xoay luôn từ đây này. Thì cứ đi ra ngoài đã. Rồi một người vợ sau hẳn nhá. Đó, không cái này thì quá nghe. Này, cái kia kìa. Cái dưới mới là ớn nhất. Không mà. Không mà. Cứ lo. Sao đâu.
Đúng rồi. Thôi uống miếng nước đi Quỳnh ơi. Cho anh em nó uống miếng nước đi rồi. Ông tránh ra để cho anh em nó làm. Có chừng kẹt tay kìa. Được chưa, lên nha. Đây, lên lại. Gu xích đằng sau tí. Rồi. Rồi, ông để con đây. Coi chừng nhá, cứ cẩn thận, từ từ làm. Chưa nói gì nữa. Làm cái này mà cứ hùng hổ là chết ngay. Cái tấm đan này là em ơi. Cái tấm đan này nó hơi nghiêng này, bây giờ là em phải nhộn nó sao thật kỹ như này. Bây giờ căn tim đã. Tí phải căn nước đầy đủ cho nó bằng như. Cây ở đây đâu rồi, đặt chúng cái cây rồi đó. Cái bình ấy trong. Đúng rồi. Hết rồi, chú trả. Cái tinh đó. Thank you.
đấy, cần thiết em đập pin gạch cho em đôi em đôi để nhét cái hồ nó cứng được em. Cái này hả? Đập cái gì? Không cần đâu em. Để yên. Không sao đâu. Cái này khởi đồ cát được. Đồ cát nó... Cát nó mát hả? Để thoáng cái vì này đâu tự chịu được đâu. Chịu được ở mấy cái này thôi. Bỏ lên đủ nặng cái... Tổ nặng cái dưới đồ cát như mày. Đúng không là gì. Đồ mỏng nước được. Xíu xíu. Cát là cái gì. Nhấc bổng. Cát à? Để cho cát hả? Căn thuần chưa mà cho cát luôn. Anh nào bỏ cái cát này mà bỏ không ngót đấy. Ngót chứ. Dội nước vào nó còn dội nước vào và nó ngọt hết. Ngót xuống rồi. Nhưng mà bây giờ mình dội nước vào nó nặng ấy.
Dội nó làm gì? Không cần. Dội nước, điên là một dội nước. Vì đế, mình đầy đế rồi. Ừ. Qua nó đế này đổ chắc lắm rồi đấy. Thường mấy cái phên kia thì nó cột rồi, mẹ nó chỉ có chơi. Nó cắn được viên cáp này. Ngay cái con trắng này đúng không? Cái mặt bằng không ấy, phải mài cái hình như nó hơi bị gì, từ vì hai cái mái là bát xuống này, cái bát xuống, mài cái này hơi lên mấy ly nữa. Xong cái này chứ còn cái đó kệ nó thùng còn còn không, nếu mà chú gạch thì để lấy gạch cứ làm cho đủ đấy, cứ làm hết cho nó đầy đủ nhé. Cứ làm hết hồi hết gạch thì đã rồi tính.
Miếng nữa. Không. Cái hình của 12 tháng tông đồ nào là phải lau lau luôn đấy. Để không có xi măng nó ấy vào là mệt đấy. Về nhá. Tối đến nghe. Mai này đúng như vậy này. Quán quần à. Cái vụ này là hồng, đập bể nát mấy cục cơ, giờ đâu có làm gì đâu.
Không, bẩn thiếu những cái bẩn thiếu thôi đấy. Đâu, cái gạch để cho nó thả đây cho nó cũng bớt nước hồ không? Để nó còn nở đá ra không? Ừ, đập cái đấy đây. Những cái đang sạch sẽ thì đập. Còn những cái mà nó ấy rồi thôi. Đây này, đầy thế này. Ừ. Nhập cái đá nhập. Cái này cũng mới của mình nó bể ra đấy. Đúng rồi, chỗ đi thô để vuốt vuốt hết ra. Mấy cái cạnh với nó, cạnh bên kia nữa mà. Còn cạnh này nữa thôi, cạnh này vuốt được rồi. Còn cạnh sau lưng thì thôi, có hai cái này xong rồi. Chị mang nhà con không? Nó nhìn rồi. Nó nhìn nữa. Đâu, cái cạnh này phải ra tí nữa chứ. Được không? Thế vậy thôi. Vậy thôi. Vậy thôi là đẹp nhất. Chị quét mùi nước lên, anh không giàu đánh này. Đó, còn nửa nữa. À đây rồi. Còn bằng nào để anh trộn vỏ. Cái này nửa cùng chiều à? Đâu. Công trình đã hoàn thành. Cái này.